Tao bắt được bảo tàng này.
ngủ nào, đôi lạnh ông đúng không? Chỉ cái gì? Các là ông đang nằm ông ngủ mê và ra ra chơi đái đúng không? Chắc chắn rồi chứ không? Ngại đi chơi. Ui, Khải thế này. Đâu vậy? Đi! Ờ, anh nào? Anh lên! Đâu? Tại đâu? Tại đâu? Tại đâu mà để anh này? Ôi. Cô giáo! Mày thấy quần khác nó chả vô! Mày lại đấy nè! Lần tướng ở đáy dầm sao lấy vợ rồi còn đáy dầm? Ô kỳ! Này! Ui! Này! Tao thấy quần lên cả áo đấy, không thấy áo đi! Ô kỳ! Cái của mẹ rồi! Không có đáy đâu! Em chỉ đáy đấy. Thôi đi ông ạ. Ông đái dầm thì ông lại còn đi. Ông mạnh vào. Ui. Wow. Ôi, bạn đi được tiếp cơ. Anh ơi, khéo. Được, em thấy được không? Được rồi. Ui, sao mãi tao mới được không? Mấy con này là bé quá mọi người ạ. Thả thôi. Thả. Tháo gỡ đi. Ở đây là cá vược vược à? Cá vược. Đây là nó có quả túi luôn này. Túi được rồi. Bắt mấy con cá vừa. Thôi. Cứu sống mày một mạng. Con này là con cá vược cho mọi người nhá, ăn thịt nó thơm lắm. Thịt nó màu vàng nhỉ. Hay là lấy cái xô đây bắt mấy con cá vược. Thôi, cá vược bé. Thả nhá. Bắt con to. Bắt con xô to ấy. Mấy con? Một con này. Rồi mới một con to. Em chả thấy cho anh được. Nó gì? Thế em phong một phần. Mày không phong được đâu, mày cầm nào được cái chai này mà con cá trắng to thế em còn câu được. Được đâu. Nó chạy rồi. Đây là con cá tiếp nhỏ ạ. Chua nó ra. Xua nó ra ngoài một tí không, còn nó sát bà đá. Không, nó bỡ đá, hay nghe bỡ. Không, cứ ngồi im mà. Kiểu gì nó lại quay lại và tới. Đấy, toàn đi. Chỉ được. Kệ im á. Cho nó ra xa tí. Cho nó ra xa tí anh ạ. Toàn đi. Chết. Mở đại ca, bắt cá lại dính khuyên. Ui, chạy bắt ra, ui, bắt trên đây. Ui. Thế cũng đòi. Ui. Thế còn sao em không bắt được nó? Kìa, nó chạy ra bên kia rồi, chào. Vẫn ở trong ấy. Đâu, cái phao này đâu? Mở đại ca, qua cái con mở đệ vừa làm đứt mọi người ạ. Ra nó còn cái phao ra nó hiện. Đói, cây tăm cơ. À tâm chi. Được không? Mặc cái gì nữa? Ấy, đính được rồi. Đá. Nông ở đấy nông lắm con. Quá kém. Con này số nó vẫn chưa hết. Cá.
đi rồi. Ông nó có cái phao gì đó. Ơi vẫn còn phao ở đấy này. Ông nó có con cái phao gì đó mất nó chạy. Mặt lung tung. Anh ấy như cái phao ở đằng trước à? Đó. Hả? Phao. Giờ này em nghĩ là chạy trong bên kia. Bơi đấy chìm được phao. Đây 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 đây. Đây phải không? Lạ đi hả? Đây 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 đây. Thoát thoát thoát. Ai chà. Ui da. Ôi. Cá vược lại thả ra. Ơi đâu rồi? Nó lại chạy đâu rồi? Con bé luôn này. Rửa. Ok ok ok. Đấy. Đây sắt bông à. Ở đây quang ngon đấy, quang ra xa đấy là ngon. Đấy quang mới ngon đấy. Con này không thể thoát được. Chưa thì nó thò đầu ra ngoài này. Quả đấy nó dãy là già đấy. Ôi bục quá. Nó dãy, cái này yếu lắm. Có thể 4 con anh nhỉ. Con này cá khỏe dãy ra, cái lưới này cá khỏe dãy là già. Ôi con dặn được chết thôi. Thế, thịt rồi. Mà để ra vác cái nó đi. Vác thì có nổi nhờ. Có 5 cân. Con này em nghĩ để 5 cân. Thế mới là câu. Cái cân này nó yếu ấy. Nhỏ nhỉ. Đây đây. Đây. Ui da. Tôi khuyên. Khuyên được rồi. À tôi khuyên à. Ui. Hai con khác.
Đúng rồi. Con cò đây đấy. Con này. Đó. Con này, con này. Con ra đây lại xuống nước. À. Ui, kinh khủng điển luôn ơi. À, tình hình bây giờ làm siêu canh. À, nhắm vào. Dạ. Bục cả chai. Không, chai luôn. Con này là do mau điện câu nó dính cái phao ấy là nó đấy thì mình phải vớt nó lên không nó. Anh này nó dính tí môi đấy, dính tí bờ môi. Bờ môi em mập lắm. Bốn cái. Bốn cái. Ờ. À, cảm ơn. À, chà. Rộng quá nhỉ. Vẫn được cả rồi. Cả cá giống ấy ạ. Ui nhiều luôn nhé. Nó không sợ anh đâu. Mày cả. Ui cả. Mẹ mẹ lên nhiều nhất nhưng mà con cá bé, cá vược. Đây này gỡ. Tan cọc nó lại quăng vào. Thế không muốn mãi cái gì đâu, chúng phải khả năng. Nhưng mà nó lộ về, nó đuổi thì nó lộ về, nếu mà không không lộ mà bắt đầu chúng quăng. Vẫn là mê à? Chạy dài hết rồi. Đúng rồi, tôi là con nheo ạ. Nheo này có móc đấy ra vào. Làm còn 4 cân nhỉ, nheo. Được, to thế là bạn. Nhau nhảy chóng mấy lần trước, cô bảo nhau trước 5-7 năm nay một tháng bây giờ bảo nó toàn con nào to nhất. Cả là trôi à? Cá mề đi ăn, mề đi ăn cũng là 4 năm không? Nhưng mà hết rồi, cô ăn đi. Ôi, cả chấm này, à trôi này. Trôi, trôi. Nên gì nếu mà có chấm đi thì sẽ tốt. Chấm như thế. Thôi. Nhà bác không thả cá. Không bắt được à con to nữa mọi người ạ. Thả vườn là có thể ăn mấy đâu. Con to đấy chẳng phải em bán được rồi. Thả đến lúc biết là mấy bọn cá nhỏ này sẽ thả hết cho bác làm giống. Gần 20 năm nay người ta có bán cá bao giờ đâu. Cho bác làm giống mọi người ạ. Chẳng biết được mà. Bác chỉ cho bắt con to thôi. Này anh em mình đang định vào. Nhưng mà có chủ nhà nhà. Có chủ nhà. Mình chuyển kế hoạch. Chuyển kế hoạch. Xin. Lộ chúng nào à? Lộ chúng nào? Chân vượt nhé. Vượt trôi. Trôi con này, trôi mới thả rồi. Thả lâu rồi nó không lớn. Ăn này có cái gì mà không lớn nhỉ? Không, cái này cơm phải cầm ý. Chạy đến thằng Lâm lộn hết là ra chứ. Chả này mới thôi. Lúc nãy mà nó rẽ thì mình mất ăn rồi. May là không rẽ. Thò hẳn cái đầu ra ngoài vậy. Không ăn túm túm đây đấy. Chải với em đi quăng khắp nơi. Kiểu em đặt thành em nhấc cảnh cáo nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi.
Hả? Nó kệ giống mới cả đấy. Con hôm nay tao không gọi dậy ngủ dậy thì đái ướt chút quần. Không phải đâu. Đái thế. Đái ướt chút mà ôi chắc mình vào ngủ mê đái cho quần à đi ra. Rõ ràng là em đi ra ngoài buổi tối em đái rồi. Chắc cậu tao ngủ mê. Chắc kiểu ngủ mê ra bụi chuối đái nhưng mà mình lại đang ở trong giường. Có cái quả chày à, chày xí cơn hiện này đi khắp đồng. Móm. Móm. Đi qua ngà ao cá giống được. Cá giống của tao. Có con cá to đấy. Đấy là em chợt xong rồi bị đứt dây em rồi nó có phao nó nổi lên mà để cái quăng vào phao. Mày có phao không nhỉ? Cả đang bắt được con đi. Em công của em ấy nghe. Kinh điển. Thôi bắt thế thôi, bây giờ vào chế biến con chấm mọi người ạ. Chén. Rũ sạch cái rửa luôn. Đã đổ riêu rồi nhỉ? Đây là mình cho gừng này, riêng này, anh nhầm, chả này, ớt này, tỏi này, đấy, để cho riêu là. Tắm cho nó thơm, tắm tí là nó bốc mùi lên, sướng cực luôn. Rồi là người rồi. Đây là sản phẩm của anh em mình nhá. Cá chấm hấp bia nha mọi người nhá. Đây. Chấm kinh điển đó đó, cá rúi. Cá rúi. Còn đây là món trứng nấu canh mẻ. Bác để mấy lòng. Khoáng lên cho mọi người xem cái. Rồi. Nấu mẻ đấy. Thơm ngon lắm. Nấu xà. Còn chưa. Còn chưa. Dồi. Nhìn nó thấy xỉu sốt trứng nha. À, còn đây là bình rượu quý nhà anh Khang Trần. Rồi, hôm nay anh em mình lên gọi là viết ao nhà anh Khang. Nói chung là anh em mình đã gọi là không phải đi ăn trộm nữa nhá. Đây là lên hỏi ý kiến nhà anh Khang đấy. Đó, xuống, mọi người xuống đây nhỉ? Chuyển thôi. Còn trên nhà. À, nâng ly cái nhỉ? Hai ba anh em cũng đi. Đã được chưa? Được chưa? Mời tất cả mọi người nhá. Hôm nay ngày mưa gió. Thực chất là hôm nay anh em mình không phải đi ăn trộm cá mà là anh Khang không bắt được cá nên là nhờ anh em mình lên bắt hộ. Bắt được con to nhất nhất ao luôn. Con này là mau đệ lên cái là câu cái nó tuột. Đấy thì mình mới quăng trải. Không mồm mất. Vì anh Khang đánh lưới ở dưới ao dưới này thì nó toàn rúc vào hầm ấy, không bắt được nên là phải anh em mình lên mới bắt được đấy. Mời mọi người nhá. May mau đi đóng khuyên cho đấy. Gọi cao thủ lên để bắt được đấy. Đấy, món trứng này. Nó cũng lấy cái thìa ra đó. Vui lòng, như lòng mèo luôn. Nó đâu? Trứng nhiều nhảy thôi mà nó để ra kiểu tí nào. Mở lắm rồi ạ. Không tính thế nào được. Nó đậu được đâu. Nó nở được cái. Câu chỗ cho nó để á. Nó không nở được. Hay thế nhỉ, hay nhỉ. Mở nhá. Nó phải có dòng nước. Đấy. Hai ba cái lấy cái nào rồi lấy. Con này chửa riêng trứng nó đã. Mình cân lên được 4 cân rưỡi nhá. Riêng trứng chắc được hơn cân rồi. Trứng chắc cân rưỡi. Cả lòng. Cả lòng hơn cân. Tao thịt ra nó nhìn nó bé thế này. Vâng, xin phép mọi người mình cũng phải xuống chung vui của anh em này. Clip này khả năng mình xin phép kết thúc ở đây luôn này.
À, nếu thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like một share nhá. Hôm nay ra đồng không bắt được, phải lên mò lên nhà anh Khang xin cá đấy. vừa mua được cái chải thôi. Dạy luôn. Chào mọi người đi. Bye bye. Nhớ lần sau mà đái dầm nữa thì kia nhá. Đái dầm mà đừng có cãi đấy nhá. Đừng đái dầm tứa tứa lừa khắp giường mà vẫn cãi được. Thôi chào tất cả mọi người nhá.